Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với vlog của Coco TV. Hôm nay thì ở buổi trưa mình có thời gian nên là mình sẽ đi rửa xe ô tô mọi người ạ. Ở Hàn Quốc thì có hai loại hình rửa xe ô tô, đó là automatic và tự động rửa xe. Gọi là rửa xe tự động và tự động rửa xe. Thì hôm nay mình vừa tập thể dục luôn, và đây cũng là lần đầu tiên của mình muốn trải nghiệm tự rửa xe ô tô ở Hàn Quốc luôn ấy. Bây giờ thì cùng đi theo chân mình nhá. Mình đã đến chỗ rửa xe rồi mọi người ạ. Như là không có khách mấy nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem bảng giá ở đây nhá. Rơi vào khoảng 500 đến 600k nếu mà mình thuê họ rửa nè. Giá hơi chát nhỉ. Còn nếu mình tự rửa xe thì giá sẽ dao động khoảng từ 200.000 đến hơn 200.000 một xíu. Và còn một loại hình rửa xe nữa, đó là rửa xe tự động ấy, thì lần sau mình sẽ dẫn mọi người đi ấy. Rửa xe tự động ở bên Hàn như vậy thì chỉ hết khoảng tầm 60.000 tiền Việt thôi, giá khá là rẻ khi mà mình vừa đổ xăng và rửa xe tự động. Nhưng mà nó chỉ vệ sinh được ở bên ngoài thôi, không thể vệ sinh ở bên trong ấy. Còn là mình tự rửa xe như ở đây ấy thì có thể vệ sinh sạch sẽ luôn cả bên trong. Bây giờ thì mình đang quay cho mọi người cái ô rửa xe ở bên cạnh, nó ghi rõ cách làm các bước luôn này, chỗ quẹt thẻ, và ở đây có cái ba cái nút ấn luôn để rửa xe luôn này. Họ đã ghi rất rõ ràng các bước rồi, là cả thời gian nữa và giá tiền luôn, để cho mọi người các bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6 này. Đấy, thế nó đã ghi hướng dẫn rất là cụ thể ấy. Nhưng mà mọi người chú ý là thời gian của nó rất là ngắn. Với một lần mình quẹt thẻ xong thời gian rất là ngắn ấy, nên là mọi người nhất là rất là phải tranh thủ nhanh, không thì hết thời gian mất. Ở đây nó cũng có thùng rác để mình vứt rác trong xe ra luôn này, phân loại rác riêng ra. Đấy, với lại cây bán nước tự động nữa. Thường thì mình thấy người ta thường đi rửa xe vào buổi tối nhiều hơn, ban ngày thì mọi người đi làm ấy, nên là ban ngày hình như là ít khách hơn. Bây giờ đầu tiên thì bọn mình sẽ ra mua thẻ. Thẻ ở đây bán là 10.000 won, nếu mà tí nữa mình sử dụng hết thẻ rồi thì mình ra có thể mua thêm ấy. 10.000 won là khoảng 200.000 tiền Việt Nam đồng mọi người ạ. Sau đó thì bọn mình mang thẻ ra quẹt và sử dụng thôi. Đầu tiên thì mình sẽ quẹt và ấn nút số 1, đó là Shower Charge. Vì đây là lần đầu tiên với mình nên là lúc nó phụt từ trên xuống mình cũng hơi bị giật mình. Sau đó bước thứ hai là mình sẽ ấn nút số 2, là nút xịt rửa cầm mọi người ạ. Nó xịt rửa từ dưới lên. Sau đó thì mình ấn nút thứ 3, đó là cái nước sạch, nó bằng vòi xịt rất là mạnh ấy, để mình có thể vệ sinh kỹ hơn xe của mình luôn. Lúc nãy sau khi rửa xe bằng nước xong thì mình xịt bột tuyết ấy, ở đây nó có ghi 3 mức giá, 60.000, 100.000 và 40.000. Thì mình đã chọn mức giá là 3.000 won, tức là 60.000 tiền Việt Nam ấy mọi người. Xịt bột tuyết xong ấy thì mình sẽ phải để đấy một lúc, sau đó thì mình sẽ đi mượn cái này để rửa xe này mọi người, thấm nước trước sau đó thì rau ra kỳ cọ xe. Có một điều đó là hai vợ chồng mình đều quên không mang găng tay đi mọi người ạ. Mà nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã có 3 độ C thôi, nên là rửa tay nước trời này nó lạnh cóng hết cả tay luôn. Mặc dù là ở đây nó có nước nóng và nước lạnh luôn ý, nhưng mà chờ nước nóng cũng rất là lâu, nên mình quyết định rửa nước lạnh luôn ý, không đeo găng tay cạnh lạnh cóng hết. Khi cọ xe xong thì mình rửa lại xe một lần nữa mọi người ạ. Okay.
Sau khi rửa xong xuôi thì bọn mình sẽ lôi em nó ra ngoài và chuẩn bị lau em nó mọi người ạ. À, còn một cái nữa đó là mọi người, cái máy này này là có cái xịt xịt để xịt, mình xịt bụi những cái kẽ ở cửa gió điều hòa các thứ ở trong xe này. Nó giá khoảng 1.000 won một lần quẹt thẻ, khoảng 20.000 tiền Việt Nam đồng thôi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ lau khô xe nhá. Cái khăn này là mình tự mang đi thôi chứ ở đây thì họ không có sẵn. Trong lúc mình lau xe thì một xíu nữa ông xã của mình sẽ đem thảm đem đi giặt ấy. Thảm sau khi mà mình lột ra ấy, thì mình sẽ mang đến cái máy giặt thảm này mọi người ạ. Cũng giá là 1.000 won một lần giặt ấy, là 20.000 tiền Việt Nam đồng mình thôi. Nhưng mà bình thường ấy, với số thảm nhà mình nó cũng hơi nhiều ấy, thì nó sẽ mất khoảng 2 lần đấy mọi người ạ. Mất khoảng 2.000 won luôn cho 2 lần. Thảm sau khi cho vào giặt ấy thì một xíu nữa nó sẽ chạy xuống dưới mình đem đi phơi thôi. Đây là cái thẻ mình mua nữa này mọi người ơi, đáng yêu quá, cái màu xanh này, màu xanh min. Đây là một trải nghiệm khá là thú vị với là mình ấy, nhưng mà với thời tiết 3 độ C này thì chắc là lần sau mình sẽ phải đi rửa xe tự động ở cây xăng luôn ấy, chứ không thể tự rửa xe như thế này được, vừa đắt mà lại rất là mệt luôn ấy. Cả hai đứa mình cũng đã thấm mệt rồi ấy. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi về nhà. Cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay đã theo dõi của video của mình nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.